Bố, mẹ à? Vợ con đâu rồi ạ? Vi ơi, cơm nước thì chưa nhỉ? Đói quá. Mẹ ăn cơm đi ạ. Mẹ xin. Này, chị lấy có hai cái bát để mẹ con chị ăn. Thế bát của chồng chị với bát của tôi đâu? Chị định để cho bố con tôi bốc bằng tay để ăn à? Bố muốn ấy, thì bố bảo anh Hùng đi lấy cho ạ. Này, chị đừng có láo nhá. Vi, nói chuyện với bố chồng kiểu gì đấy? Đây là bố chồng của cô, đừng có mà giữ cái thái độ đấy, láo nháo với tôi. Tôi mà tự lấy được, tôi cần cô làm gì? Thôi thôi thôi, được rồi, để mẹ đi lấy. Con Vi đã mất công nấu rồi, để mẹ đi lấy cho. Cây thế này thì ăn làm sao được? Cô định tôi đấy phải không? Con thấy bình thường mà. Mà bố lại định bới chuyện mắng con đúng không? Con thấy bình thường mà, ăn đang ngon, bố cái làm quá lên làm cái gì? Mày im cái mồm mày đi. Mày bỏ ngay cái thói đi nhá. Chính vì mày ấy, mà con vợ mày nó ngồi lên đầu lên cổ tao đấy. Bố, con cũng không cần anh Hùng bênh đâu ạ. Bình thường con nấu như thế nào thì hôm nay con vẫn nấu như thế. Nếu mà bố cảm thấy hôm nay con nấu không ngon ấy, thì từ ngày mai bố tự nấu đi ạ. Tao không ăn nữa. Hùng ạ, mày lo liệu mà dạy lại con vợ mày đi nhá. Đừng để tao điên lên. Hiểu. Ông, mẹ. Mẹ cứ kệ bố đi ạ. Mẹ ăn đi. Cô giỏi lắm. Cũng nhờ cô, nhờ cái thái độ của cô với bố chồng mà bây giờ bố tôi chửi tôi là cái thằng không biết dạy vợ này. Bố giận ấy thì bố tự khắc sẽ hết. Thôi, mẹ ăn cơm đi ạ, mình đừng lo nữa. Cô thì giỏi rồi. Hùng, mẹ ăn đi. Này con, dạ? Sao con lại vứt hết đồ của chồng đi như thế? Đồ nó đang dùng đấy. Mà này, nó mà biết con ném cái lồng chim này của nó đi á, nó chửi cho bằng chết. Trời mẹ ơi, thế bây giờ đồ của mình không cất gọn gàng vào, bắt người khác dọn như thế á, thì còn vứt đi cho nó nhẹ nộ. Ai trời ơi, đau quá, ai trời ơi. À đúng rồi, tất cả là tại chị. Do chị để cho tôi thường xuyên bị đói nên là cái bệnh dạ dày của tôi nó lại tái phát đây này. Bà, dạ. Con đứng đây à? Thấy chồng đau như thế này mà không biết đường còn đi lấy thuốc cho chồng à? Cái nhà này hư hỏng từ mẹ chồng cho đến con dâu. Tôi xin lỗi, để tôi đi lấy ạ. Mẹ, không phải đi lấy đâu ạ. À, đây rồi. Anh Hùng, bố đang bệnh này, anh lấy thuốc cho bố đi. Này, nó là đàn ông đàn an thì nó biết cái gì về thuốc à? Mọi khi tao đau ấy là toàn mẹ mày lấy cho thôi. Bố nói đúng rồi đấy. Anh có biết cái gì đâu. Mẹ là vợ bố, mẹ đi lấy cho bố đi. Không biết cái Ngọc chứ làm sao đâu. À, mà con thấy bố cũng hết đau rồi đấy. Này, chị định chọc cho tôi tức để chị chiếm cái nhà này đấy mà. Ôi bố ơi, bố nghĩ xa quá rồi đấy ạ. Cái nồi khỉ ho cỏ gái như thế này, chỉ có một mình bố nghĩ là vàng là bạc thôi. Chứ con chả cần đâu ạ. Chị đừng có láo nhá. Ôi làng nước ơi, cái nhà này vô phúc thật rồi. Đời thủa nhà ai mà bố chồng nói có một câu mà con dâu cãi đến 10 câu. Vi ơi, ôi dồi ôi, sao con lại để quần áo bừa bộn thế này hả con? Mẹ bảo này, con cũng có gia đình rồi, con đắp mấy cái thứ này lên mặt có tác dụng gì đâu. Hai đứa còn phải sinh con đẻ cái, sau này còn nhiều cái chi phí lắm. Con nên tiết kiệm con ạ. Giời ạ, thế con tiết kiệm như thế mà sau này con đẻ con của con ra ấy, phải cái đứa mà siêng ăn lười làm thì sao? Thả cái tiền tiết kiệm đấy, con để đắp vào thân còn hơn. Mẹ ơi,
con bảo, con quên mất. Cái này con mua cho mẹ đấy. Mẹ cầm lấy đi, mẹ uống đều đặn cái này nhá, là sức khỏe của mẹ sẽ tốt hơn đấy. Chứ dạo này con thấy mẹ không được ổn đâu. Mẹ cảm ơn con, nhưng sức khỏe mẹ vẫn ổn mà. Con đừng mua cho mẹ làm gì nhiều, con phải tiết kiệm con nhá. Vâng. Đấy, mày tự xem lại bản thân mày đi. Chứ tao thấy lấy nhau nửa năm rồi mà vợ mày đến giờ này đã có gì đâu. Lúc nào mở mồm ra cũng viện cớ là lý do là kinh tế chưa ổn định. Đấy cũng chỉ là cái cớ để vợ mày không đẻ cháu cho nhà này thôi. Rõ chưa? Ủa rồi, giờ mày muốn làm gì thì mày làm. Làm thế nào cho con vợ mày nó đẻ nhanh lên. Bảo là bố cứ phải bình tĩnh đã. Vừa mới cưới được mấy tháng, bây giờ mà con làm căng lên, con đánh con chửi nó, con mà nó bỏ con luôn, thế thì con mất vợ à? Mày có phải đàn ông không? À, mày chả giống tao một tẹo nào cả. Tao nói cho mày biết nhá, con vợ mày ấy mà nó sai thì mày chửi cho nó một trận. Con vợ mày mà dám mở mồm ra cái, mày quánh cho nó một trận chứ sao nào. Cho nó chừa cái thói cãi chồng với cãi bố chồng đi. Lau tuét kiếm được tí tiền là tỏ vẻ ra mặt. Thì bây giờ nhá, bố phải nghĩ mà xem. Nó đi ra ngoài nó kiếm tiền, mang tiền về cho con tiêu. Con mà có thời gian đi chơi đi ăn, mới có thời gian ngồi đây uống nước với bố thảnh thơi như này. Chứ bây giờ con nó ở nhà, con lại phải đi kiếm tiền à? Mày phải nhớ nhá, mình là đàn ông. Mà đàn ông là gì? Đàn ông là trụ cột của cái gia đình. Như mẹ mày đấy. Tại sao mẹ mày ngoan đến tận bây giờ? Là ngày trước tao lấy mẹ mày về hôm trước, hôm sau tao phải dở võ điều trị ngay, thế mới ngoan được. Mà mày phải khắc cốt ghi tâm, đàn bà ấy, chủ yếu là việc chửa và đẻ, chăm sóc chồng con, lo lắng nhà cửa gia đình, rõ chưa? Ông nói cái gì? Bà, ông vừa nói cái gì đấy? Tôi thật hối hận khi làm vợ ông. Hùng, tao không nghĩ rằng là tao lại đẻ ra một đứa con bất nhân bất hiếu như mày. Thì mẹ, tự nhiên sao mẹ quay ra mẹ chửi con? Tất cả là bố nói mà, con có nói gì đâu. Hả? Thôi đi, tôi với mẹ ở bên ngoài nghe thấy hết rồi. Như vậy cũng đủ để biết anh là một con người như thế nào. Anh ba phải, lúc ấy thì anh bênh mẹ, lúc thì anh bênh bố. Đến chứng kiến rõ ràng của thằng đàn ông anh cũng không có. Anh nghĩ là anh lấy vợ về chỉ là ô xin cho cánh đàn ông các anh thôi à? Còn sinh con đẻ cái, xây dựng gia đình là trách nhiệm của cả hai người, chứ không chỉ riêng phụ nữ chúng tôi, anh hiểu không hả? Này, mày như thế là rất láo nhá. Hùng ạ, mày đã thấy chưa? Mày đã thấy bố mày nói chưa? Giờ con vợ mày nó ngồi lên đầu lên cổ bố mày rồi đấy. Ủa, thế con nói sai ạ? Thôi đi, bố độc đoán, bố gia trưởng. Bố nghĩ lúc nào bố cũng là nhất. Bố bắt mẹ là phải làm theo lời bố, dù đúng hay sai cũng không được cãi nửa lời. Trong khi ấy, vợ con mình thì làm quần quật cả ngày, còn hai người ấy thì thảnh thơi ngồi chơi. Đã không giúp gì được thì thôi, bây giờ lại dùng bạo lực để dạy dỗ à? Thế rốt cuộc hai mẹ con là gì của hai người thế hả? Là vợ hay là ô xin vô thời hạn hả? Hùng, mẹ thật hối hận khi chưa dạy dỗ con nên người mà đã cho con lấy vợ. Tốt nhất hai đứa ly hôn đi. Bà muốn phá nát cái gia đình này phải không? Còn ông, tôi với ông cũng sẽ ly hôn. Hả? Tôi nói thật, ở tuổi này mà ly hôn ý, tôi chấp nhận hết tất cả những lời đàm tiếu của thiên hạ. Bao nhiêu năm qua tôi sống với ông, tôi chịu đựng ông như thế quá đủ rồi. Về phần cuối đời còn lại, tuy thời gian ít ỏi, nhưng tôi vẫn muốn, tôi muốn sống một cuộc sống thật là thanh thản. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Vì mẹ con mình đi, mẹ con mình sẽ đi khỏi cái nhà này. Hai bố con ông tự lo liệu đấy. Đi. Ôi kìa, mẹ. Em, mẹ ơi, có gì mẹ bình tĩnh đã rồi nhà mình nói chuyện. Tự nhiên mẹ đòi ly hôn là sao ạ? Con làm sao mà con ly hôn Vi được? Hối hận đến bây giờ cũng quá muộn rồi con ạ. Tốt nhất hai bố con nhà anh ấy nên xem lại cái cách sống, cách đối nhân xử thế của mình đi nhá. Vi. Em, Vi, mẹ. Tất cả tại bố đấy. Thank you.
Ân rồi. Ôi, cái mồm đâu? Sao không biết mở ra mà gọi con gọi cháu hả? Sao số tôi khổ thế này không biết nữa. Ôi, bà không biết gọi à? Bà bị điên à? Bà bị làm sao đấy hả? Tôi hỏi bà, có phải là bà bày ra cái trò này không hả? Bà có biết là sáng giờ ấy tôi phải chen chúc bao nhiêu lâu tôi mới mua được cái đống lá rong để gói bánh chưng này không? Nhà cửa tôi cũng dọn sạch sẽ hết rồi mà bà lại còn đi bày ra thế này nữa. Tôi cũng đến phát mệt luôn đấy. Này 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 này, có đi đâu hả? Hả? Bà định làm cho cả cái nhà nó khai mù lên à? Hả? Nếu mà không phải vì cái căn nhà mà bà hứa bà sẽ cho tôi ấy, thì còn lâu tôi mới nhận nuôi bà. Ôi, thôi, không phải lâu, không phải lâu. Đi vào trong nhà. Này á, tôi nói cho bà biết, ngày trước ấy bà lúc nào cũng một câu con trai, hai câu con trai. Thế bây giờ nó có nuôi bà không? Hay là lại lên tay tôi? Đi vào trong nhà. Nước nổi linh láng, khai mù hết cả ra. Ôi, biết ai đang nói xấu mình nhỉ? Chị nhìn cái gì? Lấy em cân quýt đi, nhanh lên nhá, nhà bao việc. Alo, chị Tâm à, em nghe đây, nói luôn đi, nhà bao việc. Vợ chồng mày thu xếp về đây ngay cho tao. Chúng mày bảo là sẽ thay nhau chăm sóc mẹ cơ mà, sao bây giờ đùn đẩy hết cho tao thế à? Tại vợ chồng em cũng bận quá, chị thấy đấy, cuối năm lu bu nhiều công trình. Em đi công tác suốt ngày đấy, còn vợ em ấy, nó có biết làm cái gì đâu. Oai, thế chúng mày phải gửi thêm tiền vào đây để tao chăm sóc mẹ chứ, hả? Chứ bây giờ mẹ già rồi lại còn lãng đãng nữa, cái số tiền mày gửi ấy không thấm thía vào đâu đâu. Ờ, thôi được rồi, em biết rồi, nếu mà gửi cho mẹ thì em sẽ gửi thêm. Nhưng mà chị cũng thấy đấy, năm nay em mua nhà, tiền nợ ngân hàng trả nợ cũng phải còng cả lưng ra. Thôi thì em gửi thêm cho mẹ yến gạo vậy. Trời ơi, cái đống gạo của mày gửi về ấy còn không đủ để tao vãi cho gà ăn cơ. Cái thứ tao cần là tiền, ít nhất mỗi tháng phải gửi về đây 10 đến 15 triệu để tao còn mua thuốc thang, sữa cho mẹ nữa chứ. Nếu mà mày tính không làm được ấy thì thuê xe về đây đưa mẹ lên đấy mà chăm sóc. Con trai kiểu gì mà vứt mẹ ở đây không lo lắng chăm sóc gì cả, tao cũng đến chịu với mày luôn đấy. Mà nhá, mày nghĩ cái 3 triệu của mày gửi về đây ấy thì ai tiêu được hả? Mà tôi nói chung là tao không biết đâu, mày thu xếp về đây đi nhá. Còn nếu mà nhắm không làm được ấy thì tao vứt mẹ ra ngoài đường, ai thích nuôi thì nuôi, nhớ chưa? Này này này, chị nói như thế là bắt hiểu đấy nhá. Này này, ok, việc cuối năm đến bao nhiêu việc đổ lên đầu, nhà bao việc. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Đúng, đi bạc mặt cả năm trời về mua được cái gói bánh thế kia thôi à. Sữa em mua cho mẹ em để ngoài xe, mà chị chăm mẹ kiểu gì để mẹ tí ngạt này. Tao rất là bực mình cái thằng Phiêu nhá, cái thằng mất thiếu vô trách nhiệm đấy nữa. Nhân tiện mày về đây rồi ấy thì tao sẽ mở cuộc họp gia đình 3 người. Lại họp cái gì nữa, đất đai chia xong hết rồi còn gì. Họp về chuyện ai sẽ nuôi mẹ chứ làm sao nữa. Mẹ tính để tao nuôi mẹ một mình à? Này, chẳng phải là trước đây chị nặng nặc đòi đứng tên đất của mẹ, sau đó nhận chăm mẹ, bây giờ chị lại đòi chia ngày nuôi là như nào? Thì đấy là vì trước đây tao nghĩ là cái mảnh đất này sẽ bán được, ai ngờ là đất thờ tổ tiên đâu. Hóa ra bây giờ là tao nuôi mẹ mà tao chả được hưởng cái gì à? Đi lại đúng mỗi mình số tao khổ thôi. Mày xem, trông có phát khổ không? Số tiền chúng mày gửi về đây cho tao ấy cứ như là muối bỏ bể, chả làm được cái tích sự gì cả. Chị đúng là hết thuốc chữa rồi đấy. Thôi, đổi con này áo cho mẹ nhá. Em bận lắm, nhà bao việc, có gì chị nói luôn đi. Thế chị cũng vào thẳng vấn đề luôn nhá. Chị là chị không muốn nuôi mẹ nữa nhá. Chị nuôi cùng 2 năm nay rồi, chị cảm thấy rất là mệt mỏi. Bây giờ thế này đi. Một là cậu với cả cái Linh đưa thêm tiền cho chị để nuôi mẹ, còn hai thì hai đứa mang mẹ về mà nuôi. Này, hàng tháng em vẫn trích lương, em gửi sang đây cho mẹ, sữa em cũng mua, sao em lại phải đóng góp? Này nhá, nuôi có một bà già thôi mà cần 3 người góp gạo. Em thấy chị vòi tiền cho chị chứ không phải là cho mẹ đâu. Ôi, đừng có mà bụng ta suy ra bụng người nhá. Nếu mà chú thích ý thì mời vào phòng của mẹ nhá, chăm mẹ một hôm xem có chịu được không. Mẹ ơi, ủa ôi, đi đây, mẹ đi vệ sinh chân rửa đấy à? Này, chị ta
Đâu, xe nào? Kìa, đẩy ra giường rồi. Đấy, chị cứ đóng rồi. Mẹ nóng mẹ lại cởi ra. Con trai cưng của mẹ đây, lau cho mẹ đi. Này, ngày xưa mẹ nuôi anh chị như thế nào mà bây giờ chăm mẹ có một tí thôi đã kêu trời kêu đất lên rồi. Ủa, công ngày xưa mẹ cho đi học chữ to chữ nhỏ, bây giờ bao nhiêu như này đấy. Mày! Thôi được rồi, bây giờ chị cần bao nhiêu tiền để chăm sóc cho mẹ, chứ vợ chồng em không làm được đâu. Trên Hà Nội bận bịu bao nhiêu công việc, nhà bao việc không làm được. 10 triệu gửi mỗi tháng về đây 10 triệu thì tao cho mẹ nhá. Còn nếu không ấy thì tháng nào tao cũng gọi điện về cho chúng mày đấy. Chị bị thần kinh à? 10 triệu thì em biết đào đâu ra hả? Mẹ chị mong sống khỏe nhanh, không hồi tánh, không phiền con cháu. Thế mà bây giờ như thế này thì... Mẹ ơi, mẹ đừng nói như thế. Là tại bọn con, tại bọn con bất hiếu mà mẹ. Cơm đi, cơm đi, cơm đi. Ơ, mẹ đâu rồi chị? Mẹ cho ăn một mình trong phòng ấy. Chứ dạo này mẹ già rồi, ăn toàn bị nghẹn thôi. Ăn cứ nhè, cứ ho, hết cả da mâm ấy, mất cả ngon. Thịt cá nhiều như này mà chị bắt mẹ ăn một mình á? Ơ hay, mẹ đi đâu rồi? Chị Tâm ơi, chị Tâm. Này, mẹ đi đâu rồi chị biết không? Vừa nãy vẫn còn nguyên đây. Này, ăn cơm vẫn còn yên. Hay nhỉ, chắc mẹ lầm cầm lại đi đâu rồi. Đêm 30 rồi cũng không yên nữa. Thôi đi tìm mẹ đi. Đi đi đi. Mồm lạnh lẽo này, mẹ đi đâu đây? Trời ơi, tay chân lạnh cóng hết cả rồi này. Sắp giao thừa rồi, mẹ đi mua canh đào về để chuẩn bị Tết. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi đâu? Để bọn con tìm mãi. Mẹ, may mà em tìm được mẹ đấy. Anh chị tìm mẹ mòn cả mắt. Cái Tâm, thằng Phiêu, cái Linh, lại đây mẹ mừng tuổi nào. Cầm lấy đi. Mẹ lì xì nhá. Con cầm lấy đi. Cả con nữa cầm lấy đi. Chúc mừng năm mới. Anh chị thấy chưa? Mẹ già cả như thế, thế mà lúc nào vẫn nghĩ cho anh chị. Vậy mà bây giờ, đến lúc có cơ hội thì anh chị không ai báo hiếu mẹ. Lúc nào cũng chỉ đùn đẩy cho nhau. Ngày xưa nhà mình không có tiền mà mẹ có để cho chúng ta thiếu thốn cái gì đâu. Bây giờ nếu anh chị mà không nuôi được mẹ thì để em nuôi mẹ để nuôi. Chị Tâm, Linh nói đúng đấy. Mẹ nuôi mình cả đời rồi, đến lúc báo hiếu lại đùn đẩy cho nhau. Không, sắp giao thừa rồi, không thể để cho mẹ ở nhà một mình được. Phải mang mẹ về nhà thôi. Mẹ ơi, mẹ về nhà đi. Bọn con xin lỗi, mẹ về nhà với cả chúng con ạ. Mẹ ơi, mẹ về với bọn con nhá. Mẹ đây. Alo mẹ à? Hôm nay đã là 25 Tết rồi đấy. Thế con thu xếp khi nào về? Mẹ yên tâm, mấy hôm nữa là con được nghỉ rồi. Được nghỉ một cái là con bắt xe về luôn. Thế hả? Này, nó bảo bao giờ nó về? Ông ơi, con nó bảo nó sẽ về sớm ông ạ. Thế à? Thế thì tốt rồi. Này mẹ dặn nhá, làm gì thì làm, phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Để con về quê ăn Tết với bố mẹ nhớ chưa? À,
Mà năm nay công ty con thưởng Tết lớn lắm. Con mua quà trên này về, bố mẹ không phải sắm sửa nhiều đâu nhá. Con sẽ mua cho mẹ này, mua cho bố, mua cho cả Vi nữa. Quần áo mới, quần áo trên này đẹp lắm mẹ ạ. À mà còn nữa, mẹ bảo bố là đừng có đi mua quất đào vội nhá. Con về con chở bố đi. Bố anh cứ lao đầu vào kiếm tiền đấy. Mẹ nói thật nhá, cả một năm mới có một cái Tết. Bố mẹ cũng chẳng cần gì nhiều đâu, chỉ cần con khỏe mạnh về ăn Tết với bố mẹ là được rồi. Con nhớ chưa? Kìa mẹ, con làm ra tiền là để bố mẹ ăn Tết lớn mà. Mẹ phải cho thời gian báo hiếu bố mẹ chứ. À mà thôi, con phải đi làm đã, không muộn mất mẹ ạ. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe con nhá. Dạ dạ, con chào mẹ. Này, nó nói cái gì mà bà cười tít cả mắt lên thế hả? Ông ơi, con nó nói rằng là năm nay ấy, công ty của con nó thưởng rất là lớn. Thế à? Thưởng nhiều tiền lắm ông ạ. Ừ. Con nó sẽ mua quà cho tôi này, mua quà cho ông này, mua quà cho con Vi và sắm sửa Tết nhà mình nữa. Và đặc biệt con nó dặn là mẹ nói với bố là không có mua đào, để nó tự nó mua về. À đó. Thế mới là con trai của tôi chứ lị. Vi ơi. Dạ. Mang cái dạ vào đây. Sao đấy hả bố? Sao với rằng cái gì? Con chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch sẽ, trang trí thật đàng hoàng. Năm nay nhà mình sẽ gói một nồi bánh chưng thật là to để đón anh mày về ăn Tết. Yeah! Thế là năm nay anh được thưởng rất là nhiều tiền Tết đúng không bố? Ừ. Thế đi á, con xin anh đến mấy mỏ áo dài mới được. Ừ. Ừ. Ô chị ơi, chữa gì chỉ được cái thế là hay rồi. Thôi thôi, đi xem giặt rũ quần áo nhanh lên phơi không thì hết nắng bây giờ. Vâng ạ. Ừ. Này, chân đâu? Cháu không ở nhà đi. Đau thì cũng phải cố mà làm chứ. Làm thì Tết bánh chưng mới có thịt. Về quê ông bà già nở mày nở mặt. Chứ nói thật mày nhá, ông bà già quê mong lắm. Mà được cả mấy bà hàng xóm nữa nói ra nói vào đau hết cả đầu. Tao nghe chả sao cả, nhưng mà ông bà già quê nghe thì lại suy nghĩ. Mấy bà hàng xóm nhà tao cũng thế. Suốt ngày sang khoe con cái, lầm nay lầm nọ, điếc hết cả tai. À, mà tao nghe nói, ngày mai anh chủ thầu giả lương đấy, cả thưởng nữa. Bây giờ mày mới nghe à? Cái công trường này ai cũng biết. Thôi ăn đi. À, tao bảo mai có tiền rồi, có khi là cuối tuần tao mới đi mua ít đồ nhỉ, về quê làm quà. Cũng được, ok. Ăn đi. Thôi ăn đi. Này 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 này, chúng tôi không đồng ý đâu nhá. Trả thưởng sau Tết, chúng tôi làm ăn gì nữa. Sếp ra thông báo sang năm mới có thưởng, bây giờ chưa giải ngân được. Ô, đi làm cả năm vì đồng lương, bây giờ Tết gì nữa? Giờ không có tiền về quê ăn Tết, chúng tôi yêu cầu chủ thầu làm lại đi. Mẹ ơi, hôm nay đã là 28 Tết rồi mà chả thấy anh Hùng rục rịch đi về gì cả. Hay là... Này này, con đừng có nói như thế nhá. Bố con mà nghe được bố con mắng chết. Thôi làm đi. Ê, bà ơi. Sao không? Bà gọi điện ngay cho thằng Hùng xem nó về đến đâu rồi. Sao giờ này vẫn chưa thấy đâu? Để tôi gọi. Alo mẹ à? Ừ, Hùng ơi, mẹ đây. Mẹ ơi, Tết năm nay chắc là con không về được mẹ ạ. Tại vì công ty nhiều việc quá, con phải lại làm nốt cho xong nữa. Có thì mẹ truyền lời cho bố giúp con nhé. Mẹ cũng đừng buồn con mẹ nhá. Thôi, con đã nói như thế rồi thì cứ tập trung lo cho công việc đi con nhá. Này mẹ bảo, dù bận công bận việc thì con cũng phải nhớ ăn uống đúng giờ đúng giấc, không được bỏ bữa đâu nhá con nhá. À, ở nhà mẹ sẽ gói thật nhiều bánh chưng, mẹ sẽ gửi lên đây cho con để cho con ăn Tết. Chứ ở đây bố mẹ còn có em Vi, con ở trên đấy một mình. Con cố gắng nhá, không phải lo cho bố mẹ đâu. Vâng, con chào mẹ. Thank you.
Tết với chả nhất. Không có một mống khách nào thì sống kiểu gì bây giờ. Này, mày biết đây là đất của ai không? Hả? Ôi. Sao mày dám kiếm tiền trên đất của tao? Bây giờ ấy, một là mày biến, hai là mày đưa tiền cho tao. Ui, thì tao để cho mày yên. Ui anh ơi, sáng giờ em đã chạy được quốc nào đâu, em làm gì có tiền. Anh ơi, mong anh thông cảm cho em vậy ạ. Tao thông cảm cho mày thì ai thông cảm cho tao? Hả? Mày dám kiếm tiền trên đất của tao mà chưa xin phép, mày cũng to gan đấy. Hôm nay tao phải dạy cho mày bài học mới được. Anh ơi. Hùng ơi, sao? Mẹ, con nói con đi làm. Hùng, anh, tại sao đầu con thế này mà lại còn cầm mặt nữa? Con, chuyện là thế nào con nói đi. Anh, ai đánh anh? Anh nói với em đi, em cho nó một trận. Mẹ, gì? Tại sao hai người lên đây ạ? Mẹ sợ anh ở trên này ăn Tết một mình chứ sao nữa. Nên là em với mẹ lên thăm anh đấy. Hùng, con nói đi. Con xin lỗi, con là đứa con trai bất tài vô dụng mẹ. Sao con lại nói thế? Công ty con bảo là phải sau Tết họ mới trả lương thưởng. Con không có tiền nên con cũng chẳng dám về quê. Con sợ là bố mẹ xấu hổ vì có một thằng con như con. Trời ơi, con trai tôi. Con đừng nghĩ như thế. Trong mắt bố mẹ, con là một đứa con rất ngoan ngoãn hiếu thảo, biết lo lắng cho gia đình và chăm chỉ làm việc. Anh nói cho em biết đi, ai đánh anh, em chửi nó một trận. Ôi. Bố mẹ không cần tiền, bố mẹ chỉ cần rằng con khỏe mạnh, con trở về nhà để gia đình nhà chúng ta đón một cái Tết đoàn viên thật sum vầy và hạnh phúc. Con, mình đi về nhà ăn Tết con nha. Về ăn Tết với gia đình đi con. Mẹ, trời ơi, đừng có khóc nữa. Anh về nhà ăn Tết đi nhá. À này, con ơi, các cái bánh chưng với lại quà mẹ mang lên, con chia cho các bạn đồng nghiệp. Con cũng khuyên mọi người về quê ăn Tết nhá. Dạ vâng. Thôi, đi về đi. Cả nhà mình đi về đi. Bố ơi, bố ơi, anh Hùng về rồi ạ. Con nó về rồi đây ông này. Bố ạ, Hùng về được rồi là tốt rồi. Thế là cả nhà mình lại được đoàn tụ để đón năm mới. Vâng ạ. Con vào nhà cất đồ đi, bố đang luộc con gà, chuẩn bị cúng giao thừa. Nào, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới cả nhà mình. Nào, mẹ gấp cho con dai này. Thế của con đâu ạ? À đây, được rồi, bố gấp cho con gái của bố miếng đùi nào. Con xin ạ. Con gái có cái đùa rồi. Này, bà cũng ăn đi. Rồi, xin bố. Tết như thế này mới là Tết đúng không ạ? Đúng rồi. Có mẹ, có bố, có anh, có em. Tết giản dị, thế nhưng mà nhà mình vui. Đúng rồi. Đây rồi, anh ra rồi đây. Đây nhá, đây là quà dành cho bố mẹ vợ. Thế nào, em thấy chồng của em chuẩn bị quà cáp như này ấy, đã đủ hoành tráng chưa? Anh chuẩn bị lúc nào đấy, xong nói cho em biết. Rõ ràng, nói cho em biết ấy, thì có gì là bất ngờ nữa. Anh đùa thôi đấy, đây là quà mà mẹ mua để biếu ông bà thông gia đấy. Thật á? Thật. Mẹ anh mua quà cho bố mẹ em á? Ừ, anh dối em làm gì, nhất em rồi đấy nhá. Năm đầu về làm dâu mà không phải làm dâu, cuối năm rồi vẫn được về ăn Tết với cả bố mẹ. À, đợi một chút, em gọi về thông báo cho mẹ đã. Ừ. Alo,
mẹ ạ. Mẹ ơi, con với cả anh Siêu đang ra bến xe để chuẩn bị bắt xe về đây. Ở nhà có cái gì ngon, mẹ nhớ bày hết ra nhá. Mày không phải về, cứ ở nhà chồng mà làm tròn bổn phận làm dâu cho mẹ. Mày làm dâu kiểu gì mà để bà thông gia gọi điện mắng vốn mẹ, nói mẹ không biết dạy mày. Mẹ gả mày đi rồi, giờ mày là con của nhà người ta. Tốt hơn hết, mày cứ ở đó sắm sửa Tết cho nhà thằng Phiêu, đừng về đây, biết chưa hả? Mẹ ơi, mẹ. Sao thế em? Mẹ nói gì mà trông sắc mặt quá nghiêm trọng vậy? Mẹ, mẹ ơi, con có điều gì không phải thì mẹ cứ nói với con, mẹ dạy bảo con từ từ. Chứ mẹ gọi điện về mắng mẹ con như thế mà lại suy nghĩ rồi lại đổ bệnh ra đấy thì khổ lắm ạ. Tôi chưa từng thấy đứa con dâu nào như chị đấy. Đấy, cùng phần làm dâu cũng như nhau, mà chị nhìn cái tâm mà xem. Nó lo cho nhà chồng ấy cái Tết từ A đến Z, đến tận hết Tết thì thôi. Đằng này chị mới 30 Tết đã xúi giục chồng là đi về để ăn Tết là thế nào à? Không có đi đâu hết cả. Mẹ ơi, mẹ nghe con nói đã. Nói cái gì mà nói, tôi bảo rồi, một là một, hai là hai. Dâu với con không được cái nước gì cả. Ok, mẹ. Mẹ ơi. Để xem, cô còn tự cao tự mãn với tôi được không? Mẹ ơi, có chuyện gì với con? Vừa nãy nhá, con thấy cái Linh ấy, nó xếp một cái tập 500.000 dày như thế này này, bỏ vào trong phong bì, chắc là mang về cho nhà ngoại đấy mẹ. Ôi giời ơi, cả năm ấy có mỗi cái ngày Tết nó biếu ông bà thông gia cũng là chuyện bình thường ấy mà con. Bình thường là bình thường thế nào hả mẹ? Nó nhá, cứ bòn rút hết của nải của nhà chồng để mang về nhà ngoại như thế thì mình có bán cả cái nhà này đi cũng không đủ được đâu. Đã thế nhá, nó còn biếu cho bên ngoại còn nhiều hơn cả bên nội cơ. Xong con còn thấy nó đi về nhà ngoại suốt ý. Con chưa bao giờ thấy đứa con dâu nào mà như thế cả mẹ. Thì mẹ thấy, con nghĩ ấy, là mẹ phải dạy dỗ lại nó đi. Chứ mẹ mà cứ để như thế này lâu ấy thì mẹ trở thành con dâu của nó, chứ không phải nó là con dâu của mẹ nữa đâu. Mẹ phải để cho nó dọn dẹp nhà cửa này, rồi mua sắm Tết nhất cho nhà mình chứ. Mẹ cứ để như thế. Nhưng mà mẹ thấy ấy, trong nhà mình còn cái việc gì nữa đâu. Ui, nhà mình đầy việc mà mẹ. Bây giờ thế này nhá, mẹ cứ để con chỉ dạy cho em nó. Con là con dâu cả mà, con rèn em nó được. Này, đấy, mẹ xem đây này. Đấy, đấy gì chưa? Nó biếu về nhà ngoại à, toàn đồ xịn thôi. Còn biếu cho mẹ à, toàn đồ chợ hay sao ấy. Con mà là mẹ nhá, con cũng thấy buồn thay cho mẹ đấy. Ôi ôi, lau có mỗi cái bàn thôi cũng không xong, để cho cái bàn nó bụi mù hết cả lên thế này. Lau thì phải nhanh cái tay cái chân lên chứ, eo à như thế, sợ cái bàn nó đau à? Này, đây là nhà bố mẹ chồng đấy nhá, chứ không phải là nhà bố mẹ để đâu. Nếu mà nhắm không làm được ấy thì đi lên kia, tôi làm cho. Đây nữa, mở to cái mắt lên mà nhìn đây này. Không hiểu cái kiểu gì, cái cành đào ấy, người ta phải treo đèn này này từ trên xuống dưới, rồi người ta cắm vào kia cho nó đẹp nhá. Không biết ấy, thì phải hỏi học tập chị đây này. Tôi cũng không hiểu là trước khi về đây ấy, bố mẹ cô có dạy cô cách làm dâu hay không. Không được cái tích sự gì cả. Cô hai, này, thế từ nãy đến giờ là tôi nói là cô không nghe cái gì à? Hả? Hay là cô bị câm? Hay là cô khinh thường tôi? Ôi, đúng là cái loại tiểu thư công chúa, được chiều quá nó hóa hư ấy mà. Cái gì cũng biết, có mỗi biết điều là không biết thôi. Chị là dâu cả, chị nói gì em cũng nghe hết ạ. Thế thì lau nhanh cái tay cái chân lên. Lên trên kia còn bao nhiêu việc đấy.
Sạch xong mà. Sạch cơ mà sạch. Tôi thấy bát còn đầy dầu mỡ kìa kìa. Tôi dám chắc là cô chưa bao giờ rửa bát đúng không? Rửa lại đi. Em vừa rửa sạch lắm rồi đấy. Tôi đã nói là chưa sạch. Cô thích cái không? Hả? Tết nhất đến nơi rồi. Tất cả mọi thứ từ cái đôi đũa đến cái bát, mọi thứ đều phải sạch sẽ. Như thế thì đón năm mới nó mới may mắn, nó mới suôn sẻ được. Hiểu chưa? Làm đi. Nhưng mà này, có cái chuyện gì mà nhà có hai chị em dâu cứ ầm làng ầm xóm lên ấy, không sợ người hàng xóm người ta cười chưa? Dạ không có chuyện gì đâu mẹ, chả là em Linh em mới làm sai một số chuyện, con đang chỉ dạy lại, nhưng mà em ấy cứ làm mình làm mày dễ nảy hết cả lên ấy mẹ. Mẹ ơi con. Thôi, có mỗi cái chuyện cỏ con như này mà cứ để phải dạy là thế nào? Hai chị em ấy thì bảo nhau mà làm chứ. Tôi không nói nhiều đâu nhá, bảo nhau mà làm việc đi. Dạ vâng ạ. Đấy, việc của cô hết đấy. Làm đi. Cho chừa cái thói suốt ngày thích khoe khoang mình là người có học cơ. Tôi làm dâu, cô cũng làm dâu. Tôi mà khổ á thì còn lâu cô mới được sướng nhá. Rồi đi. Thôi, em đi vào trong kia nghỉ ngơi đi. Để anh làm cho nhá. Thôi, để em làm. Không có mẹ nhìn thấy, mẹ lại mắng cho đấy. Anh bảo vào trong kia nghỉ ngơi đi. Mẹ không biết được đâu nhá. Đi vào đi, không ốm ra đấy mai không về quê ăn Tết được đâu. Thế anh làm giúp em nhá. Ừ. Vẫn nhớ cách làm. Ây à, đây rồi. Ôi dồi ôi, nửa đêm nửa hôm mà đứa nào lại lọ mọ như thế này nhỉ? Chẳng nhẽ lại là trộm. Trộm, 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 trộm. Còn đấy là con phiêu của mẹ đây. Chứ mẹ có con trộm nào ấy, nửa đêm ngồi gói bánh chưng như này không? Ôi dồi ôi. Ây à, đêm hôm không đi ngủ ra đây lọ mọ làm cái gì? Mà việc này ấy, là việc của cái Linh cơ mà. Tại sao nó lại bắt mày làm hả? À, không phải đâu mẹ ơi. Chả qua là lâu lắm con mới làm việc này. Với lại con giúp vợ con chứ con giúp ai? Làm cho xong sớm để ngày mai vợ chồng con về quê ngoại ăn Tết. À, tao biết ngay mà. Chỉ có thế là nhanh thôi. Việc nhà chồng ấy thì làm qua loa quyết lít. Còn ấy chỉ chăm chăm về nhà ngoại để ăn Tết thôi. Mà nhá, những cái việc này ấy, ngày xưa là toàn có việc của cái tâm. Bây giờ cho vợ mày làm thì để cho nó biết. Thế mà mày lại còn làm như thế này thì mày chiều hư vợ mày à? Kìa mẹ, mẹ nó thấy làm sao được ạ? Nhà mẹ đẻ của chị Tâm ấy, năm bước là đến. Năm nào chị Tâm chả ăn Tết ở hai bên. Hôm nay 30 thì ở nhà bên này, ngày mai mùng 1 thì lại sang nhà bên kia. Với lại mẹ thừa biết là ấy, nhà chị Tâm đông con cháu. Còn nhà vợ của con ấy, hai ông bà có mỗi vợ con thôi. Này có thêm con nữa, cho nên Tết đến ấy, hai ông bà mong ngóng bộ con về lắm. Thật ra ấy, mẹ cũng chẳng muốn làm khó cái Linh đâu. Thế nhưng mà những cái việc này ấy, từ trước đến nay toàn cái Tâm nó làm. Mẹ cũng muốn cái Linh nó làm để cho nó biết được nỗi khổ của chị Tâm là như thế nào, để nó san sẻ bớt công việc cho chị ấy. Với lại nhà mình ấy đối xử với hai đứa không công bằng, thế cho nên là cái Tâm nó mới kiếm chuyện để làm khó cái Linh đấy. Từ nay mẹ sẽ quyết định tất cả mọi việc trong nhà mọi người ấy chia nhau ra mà làm cho nó nhanh. Với lại có như thế thì hai đứa con dâu nó mới có thời gian để nó chăm lo cho bản thân của mình chứ. Đấy, con biết rằng là mẹ sẽ thương hai cô con dâu như nhau mà. Mẹ. Con cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho chúng con ạ. Mẹ đều thương hai cô con dâu như nhau. Từ nay trở đi hai chị em ấy là phải biết thông cảm, chia sẻ cho nhau, nghe chưa? Chị Tâm, cho em xin lỗi nhá. Vì trước nay không hiểu cho chị. Thôi, không sao. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi. Bây giờ
cả nhà mình đón Tết sum vầy bên nhau nhá. Đấy, như thế mới là một gia đình. Nào, các người phụ nữ trong gia đình, giúp con một tay đi. Nhanh lên đi. Đây. Nào. Em là người ở đây à? Có thể cho anh hỏi một câu được không? Số điện thoại của em là 098-615-562 ạ. Anh có hỏi số điện thoại của em đâu nhỉ? Cho anh hỏi, em có biết địa chỉ nhà này không? Địa chỉ này là địa chỉ nhà mình mà. Dạ, em có biết ạ. Anh chỉ cần đi thẳng nhá, xong rồi dễ phải sang, thế là đến ạ. Mà anh nghe nói á, cái nhà đấy có một cô con gái xinh lắm luôn đấy. Cảm ơn em nhá. Nếu mà không có em, chắc là anh lạc lắm. Thế anh tìm địa chỉ nhà đấy để làm gì thế ạ? À, ngày mai anh định đến đấy để xin hỏi cưới, mà không biết là người ta có đồng ý không nữa. Ôi, người ta đồng ý luôn đấy ạ. Anh chỉ cần mang chát đến thôi. Cảm ơn em đã động viên nhá. Anh đi trước đây. Con mày, nay mày làm sao thế? Mà mẹ nhờ đi mua thêm có mấy cái lá rong này, mày đi đâu suốt từ sáng mà bây giờ mới về thế? Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Không ngờ đến một ngày mẹ lại tìm cho con được một cái mối nó ngon lành đến mức đấy. Mày nói cái gì? Mối nào? Này nhá, hôm nay con gặp được chồng tương lai của con rồi đấy. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn tinh tế nữa chứ. Mẹ ơi, năm nay con nhất định sẽ cưới chồng mẹ. Tìm mối nào như thế cơ nhỉ? Mẹ cứ giả vờ. Hôm nay anh có nói với con là ngày mai sẽ đến nhà mình để hỏi cưới đấy. Thế trong nhà mình có mỗi con là con gái, không hỏi cưới con thì hỏi cưới mẹ à? Ấy, cuộc đời vẫn thì sao, tình rồi. Yêu vẫn thì sao, là la 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 la. Cứ toàn tót toàn tót, cứ ngửi thấy mùi dai là toàn tót rồi, chả hiểu mình giống ai trong cái nhà này nữa. Na 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 na. Con ơi. Con ơi. Dạ. Hôm nay mày làm cái gì mà mày trang điểm lè lẹt thế? Con đang ngóng chồng của con. Mày lại làm sao thế hả con? Có ai ở nhà không ạ? Cháu chào bác ạ. Cháu. Hôm nay cháu đến nhà mình chơi là để muốn hỏi. Em đồng ý ạ. Anh không cần phải hỏi đâu. Em đồng ý. Vậy thì tốt quá. Vậy là em đồng ý cho mẹ em lấy bố của anh đúng không? Con ơi. Làm sao thế con ơi? Con ơi. Thank you.
Bà Thủy ơi, bà Thủy có nhà không? Bà Thủy ơi. Này bác. Tết nhất mà sao bác cứ đứng ở cổng nhà người khác dòm ngó thế ạ? À? Cháu là con mẹ Thủy à? Mẹ có nhà không cháu? Bác muốn gặp mẹ cháu một lúc. Bác muốn gặp mẹ cháu để làm gì? Cháu nói thật nhé, bác nên từ bỏ ý định ấy đi ạ. Mời bác về nhà cho. Hóa ra là ông à? Cái con bé này, con không được hỗn với bác ấy. Tôi mời ông, mời cậu xới nước, rồi chúng ta nói chuyện. Con thật sự không thể hiểu nổi mẹ. Mẹ thử xem lại đi, cả hai người đầu đã hai thứ tóc rồi, lại còn cưới xin cái gì nữa? Mẹ định để hàng xóm láng giềng người ta cười vào mặt mình à? Nếu như mẹ muốn cưới thì sao không cưới từ lúc trẻ đi? Đến bây giờ còn cưới làm gì ạ? Đấy, ông Tú, ông nghe thấy gì chưa? Con gái tôi nó không muốn chúng ta lấy nhau. Trẻ thì không cưới, bây giờ già rồi, lấy nhau về làm gì cho hàng xóm người ta cười vào mặt cho? Cháu không nghĩ như vậy đâu ạ. Hôm nay cháu cùng với bố cháu sang đây là để hỏi cưới bác. Nếu như bác đồng ý, cháu sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho hai người ngay bây giờ. Trong tình yêu, già hay trẻ không quan trọng. Một khi đã thật lòng thì đáng được trân trọng bác ạ. Con đã nói rồi, con không đồng ý đâu đấy. Mẹ thử nhìn lại đi, bàn thờ bố hương khói vẫn còn đang cháy thế kia, mà mẹ lại nghĩ đến chuyện lấy người khác. Mẹ đúng là hết thuốc chữa rồi. Con đấy, ông thấy chưa, tôi đã nói với ông rồi, tôi với ông không có duyên với nhau đâu. Giờ thì hết cả Tết rồi còn gì nữa. Bố đừng lo, con sẽ cố gắng thuyết phục con gái của bác ấy. Bố đã kiên trì chờ đợi cho đến khi con cái cả hai bên trưởng thành. Vậy mà đến bây giờ, gần đất xa trời rồi, vẫn chưa cưới được bà ấy. Mẹ với bác Tú cũng quen nhau nhiều năm rồi. Bác ấy cũng ngỏ lời muốn lấy mẹ từ hơn 10 năm trước cơ. Nhưng mẹ không đồng ý, vì mẹ còn phải nuôi con. Mẹ cũng không muốn con phải chịu cảnh con riêng cha dượng. Nhưng bây giờ con cái của hai nhà cũng đã khôn lớn, mẹ cũng đã hy sinh cho con gần hết cả cuộc đời mình. Giờ con có thể cho mẹ cơ hội để sống cho riêng bản thân mình không? Nhưng mà mẹ ơi, mẹ đâu thể biết bác ấy là người như thế nào. Lỡ như bác ấy về đây, bác ấy hành hạ mẹ, bắt mẹ phải làm nọ làm kia thì làm sao ạ? Không có chuyện đấy đâu con ơi. Bao nhiêu năm qua bác ấy vẫn giúp đỡ gia đình mình. Ngày bé con bị sốt cao, chính bác ấy đã cõng con chạy gần 10 cây số để đến trạm xá. Rồi khi con tốt nghiệp đại học, bác ấy cũng xin việc cho con. Từ trước đến giờ bác ấy vẫn âm thầm để hỗ trợ nhà mình đấy con ạ. Từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ xin con điều gì, chỉ duy nhất hôm nay. Mẹ sẽ quỳ xuống xin con. Mẹ đừng làm như vậy. Mẹ ơi, nếu đây là hạnh phúc của mẹ thì con đồng ý ạ. Con
Cháu cũng đã nói chuyện với mẹ rồi ạ. Nếu như bác và cả mẹ cháu, hai người thật sự quý mến nhau và muốn về chung một nhà, thì cháu hoàn toàn đồng ý ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn em đã chấp nhận bố của anh nhé. Vậy là Tết này chúng ta có thể cùng nhau đón Tết rồi. Không còn cảnh mỗi người một nhà nữa. À đúng rồi, để kỷ niệm ngày vui như thế này, chúng ta chụp chung với nhau một bức hình nhá. Bố nhất trí. Nào, bà, cháu. Đây, bố đứng ra đây. Đâu, bố đứng như nào nào? Đây, bố phải đứng gần mẹ chứ. À, ừ. Rồi, bây giờ cả nhà mình nhìn vào máy của con nhá. 2, 3. Chúc mừng năm mới. Về rồi này. Về rồi đấy à? Con chào mẹ, bọn con mới về ạ. Không dám, chào chị. À, mẹ ơi, con có chút quà Tết muốn biếu mẹ ạ. Ôi giời ơi, quà cáp làm gì? Sao không tiền cho nó nhanh? Ôi giời ơi, mà đi làm cả năm trời, biếu quà Tết có bấy nhiêu thôi à? Hả? Có mỗi một cái hộp bánh như thế này mà cũng gọi là quà á? Ly này, con có coi thường nhà chồng ý thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Nếu mà không mua được ý thì đừng mua. Kìa mẹ, sao mẹ nặng lời như thế ạ? Có ít lòng nhiều, mẹ nhận cho bọn con vui. Mà đấy là Ly còn nhớ ra để mua đấy, chứ con là con định về tay không còn ăn bám mẹ đấy. Nếu mà thế thì càng đỡ bực mình. Đằng này ý, mua có mỗi mấy cái bánh kẹo vớ vẩn này ý, ở quê thiếu gì. Con xin lỗi mẹ, lần sau con chú ý hơn ạ. Thôi khỏi, lần sau ấy có tặng thì tôi cũng chả dám nhận. Mẹ ơi, mẹ ơi. Gái của mẹ về rồi đấy à? Con ôi dồi ôi, lâu lắm ấy mẹ về, con nhớ mẹ không được. Ôi giáo ơi, cứ tưởng ấy là quên bà già này rồi chứ. Quên thế nào được. À đây, con có mua tổ yến để cho mẹ bồi bổ đấy, mẹ nhớ uống nhá. Mà còn nữa, lâu lắm rồi con gái mới về. Biếu mẹ 10 triệu, mẹ muốn ăn gì thì mẹ ăn, mẹ muốn tiêu gì thì mẹ tiêu. Bao giờ mẹ hết ấy, mẹ cứ gọi cho con bơm thêm cho. Đúng là chỉ có con ấy là thương mẹ nhất. Con ruột có khác nhờ. Chứ không như ai kia có bao nhiêu tiền là cứ tống về nhà ngoại hết. Chứ có coi nhà chồng ra cái gì đâu. Thôi kệ đi mẹ, miễn là có con thương mẹ được. Thôi được rồi, để mẹ cất cái đồ này vào trong, rồi mẹ dọn cơm cho bà ăn nhá. Hôm nay ý, mẹ nấu nhiều món lắm đấy. Ai cho mà ăn? Này con, ăn đi, ăn nhiều vào. Dạo này ý, mẹ là mẹ thấy con gầy lắm đấy nhá. Cảm ơn ạ. Này, mẹ bảo này, có những cái hạng người ấy mà không biết xấu hổ là cái gì cả. Quà ấy thì không tặng, tiền thì không cho, mà cứ muốn ăn ngon cơ. Mẹ nói đi đâu đấy ạ? À? Tết nhất về ăn với nhau được bữa cơm, nói những lời tốt đẹp với nhau chứ. Sao mà mẹ cứ phải gắt gỏng như thế? Thế tao nói không đúng à? Hả? Mang tiếng là dâu trưởng ở trong nhà mà ngày Tết ngày nhất ấy không lo được cho gia đình nhà chồng, cái gì cũng phải để cái Mi nó lo là sao? Con ơi mệt, con xin phép lên nghỉ trước ạ. Đây, mày thấy chưa? Hả? Mới nói có vài câu mà đùng bỏ vào phòng. Không biết ý, nó là con dâu tao hay là mẹ chồng tao nữa ấy. Mẹ thôi đi, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Vợ con đi xe mệt thì vợ con lên nghỉ thôi, có cái gì đâu. Kìa anh, mẹ nói đúng rồi còn gì. Chị dâu cơ sở như thế cũng được không? Mẹ thôi đi, ăn có bữa cơm không ngon. Thôi, kệ đi mẹ, mình ăn cơm trước, xong rồi nói chuyện sau. Ừ, không ăn thì thôi, cần gì.
này này này, dậy đi, giờ này là giờ gì rồi mà vẫn ngủ hả? Mẹ, con sớm mà mẹ. Sớm cái gì mà sớm, không xuống mà lo cơm nước bữa sáng cho cả nhà đi, định để cho bà già này hầu luôn à? Thôi lát nữa con ra ngoài mua đồ ăn sáng, bếp mình không cần phải nấu nữa. Ôi giời ơi, nhiều tiền quá nhờ. Ha, bày đặt ra cơm hàng cháo chợ, thế mà đi về đây ý, mua được cho tôi mấy thứ quà vớ va vớ vẩn. Tôi bảo rồi đấy, dậy đi, xuống mà lo bữa sáng cho mọi người nữa đấy. Em chịu khó mấy hôm đi, xong rồi mấy hôm nữa mình về thành phố sau. Nào. Mẹ, thế chị ấy vẫn chưa dậy à? Ôi dồi ôi, mẹ lên ý, mẹ gọi tận nơi rồi ý, mà vẫn cứ ngủ trương thây trương xác ra chứ gì. Trời ạ, không hiểu chị dâu chị nghĩ cái gì mà đến bây giờ sáng như thế rồi mà không dậy nấu cơm. Con chả quen ăn ngoài đâu. Đấy, dâu với con chả biết ý biết tứ gì cả. Mà cưới nhau cả năm trời rồi không thấy có bầu bí gì. Liệu ấy, nó có không nhỉ? Hay là mẹ bảo anh cả bỏ chị ấy đi, xong lấy người khác, tao hổ mà có cháu bồng. Ừ, có khi chuyện này phải tính lại mới được. Chưa, mẹ không thể sống với cái con này được. Mẹ đi làm đẹp nhá, cũng gần Tết rồi, phải sửa soạn chứ. Thôi, mẹ ngại lắm, mẹ không đến những cái chỗ đây đâu. Yên tâm, có con đi, con chi tiền mẹ phải lo à? Đúng là không uổng công mẹ yêu thương con nhất. Vâng. Thôi, để con ra mở cửa cho. Không biết là ai đến đây. Tao, mày có đi trả tiền tao không đi bảo. Anh ơi, em xin anh ạ. Anh đến đây làm gì? Anh có tin ý, là tôi báo công an không? Bà báo công an đi. Con gái bà đang nợ tiền tôi ấy, ở đấy mà ăn tòa. Cái gì? Bi, chuyện này là thế nào hả? Mẹ ơi, mẹ con không muốn, không phải cứu con. Ôi trời ơi. Trời ơi, con ơi là con. Mày, mày còn định báo hại mẹ đến bao giờ nữa hả? Đã không có tiền rồi, lại còn dí. Thì mày nợ chúng nó bao nhiêu? Mẹ ơi, mẹ nghĩ cách giúp con đi. Nợ 70 triệu à? Ôi mẹ, 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 mẹ. Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy ạ? Cái mì nó nợ tiền của chúng nó, bây giờ chúng nó đến đòi thế này. Thôi được rồi, để con trả tiền giúp mì. Anh về đi, tôi để lại số tài khoản, lát nữa sẽ nhận được tiền. À, tao tin mày nốt lần này nhá, không trả thì đừng có trách. Ôi trời ơi, cái con này. Mẹ, mày chỉ có ảo hại mẹ mày thôi. Con không biết lỗi của con rồi. Mẹ ạ, thôi mẹ ạ, chuyện đã xảy ra rồi, coi như là một bài học để sau này em không mắc phải nữa. Lớn hết rồi, lần sau có làm gì suy nghĩ cho nó kỹ vào. Em biết lỗi rồi. Anh, em lấy tiền để dành của vợ chồng mình trả cho My nhá, có gì mình tiết kiệm sau. Anh nghe theo em hết mà. À, mà con có chuyện muốn nói với mọi người này. Có chuyện gì con nói luôn đi, mẹ vẫn đang chịu đựng được. My biếu mẹ ít quà Tết ấy, không phải là vì cô ấy tiết kiệm đâu, mà là vì năm vừa rồi con làm ăn cũng thua lỗ, mất một khoản cũng khá khá. Con không để ra được đồng nào cả, tất cả mọi việc ở trong nhà Ly phải lo toan hết, nên là mẹ với cả em hiểu cho Ly nhá. Ly, mẹ xin lỗi con. Chị Ly, em xin lỗi ạ. Không sao đâu, chúng ta là người nhà cả mà mẹ. Con ăn nhiều vào để còn lấy sức mà học hành nhá. Thôi mẹ cứ để con tự gắp ạ. Ăn đi. Còn mày, con gái ăn nhiều làm gì, đi xuống kia dán đĩa trứng đi. Hôm nay mẹ thích ăn trứng ạ? Không phải, dán để cho mày ăn, chứ còn chỗ thịt này ấy để cho một mình em mày ăn thôi. Nó thanh niên ấy, một mình nó ăn chỗ này còn không đủ. Này, ăn nữa đi con, ăn nhiều vào nhá. Ừ. Thôi mẹ cứ để tao tự gắp, gắp nhiều thế. Trứng của mẹ đây ạ.
Đấy, cái trứng này ý, mày ăn đi. Mẹ, sao mày lại thiên vị như thế? Con cũng là con của mẹ mà. Mày nói cái gì đấy hả? Nó là con trai, nó phải ăn nhiều để sau này còn có sức khỏe gánh vác cho gia đình. Còn mày là con gái, ăn nhiều cho nó béo hú lên để không có thằng nào nó dám rước à? Mày mà không ăn ý, tao đổ cho chó nó ăn hết đấy. Mẹ! Này, sao chị cứ phải so đo tính toán với tôi làm cái gì? Tôi là con trai, tôi phải làm nhiều việc lớn. Gánh nặng của người đàn ông nó to tát, nó lớn lao lắm, chị có biết không? Mà làm sao chị biết được? Chị có phải là đàn ông đâu mà chị biết. Này, cái con kia, thái độ của mày như thế là thế nào đấy à? Nhìn mẹ mày cứ mặt cứ cưng lên thế này à? Đi xuống kia lấy đi ông quả lên đây. Nhìn cái mặt nó ấy, hết muốn ăn luôn nữa. Bất giận, có với chị ta làm cái gì? Ở đây, mẹ ăn miếng này đi, miếng này ngon ạ. Đấy, chỉ có con trai của mẹ là hiểu mẹ thôi. Còn cái con kia thì á, bực thế chứ lại. Thôi, ăn đi con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Cái gì đây? Mẹ ơi, mẹ xem bên này, nhanh lên. Giấy báo nhập học. Cái này đâu? Thế này là thế nào? Ngày xưa nhà mình không có điều kiện, bây giờ con thấy nhà mình cũng đỡ rồi. Với cả con cũng tiết kiệm được phần, mẹ cho con đi học nhá. Tiết kiệm nào? Tiết kiệm của chị em cầm. Cái gì? Tại sao mày lấy tiền tao? Bình thường ấy, mày hỗn láo với tao như nào cũng được, bây giờ mày còn dở cái thói ăn trộm ăn cắp nữa là. Chị nói nghe buồn cười thật đấy. Chị em mình là chị em ruột của nhau, cùng là một gia đình. Cùng gia đình thì phải làm sao? Đùm bọc lẫn nhau, tiền của chị cũng là tiền của em. Có mày... cả trăm bạc tính toán em làm cái gì? Này cái con kia, mày 20 tuổi đầu rồi, có đi học đi hành làm cái gì nữa? Bây giờ ấy, đi lấy chồng rồi có điều kiện kinh tế khá giả thì phụ giúp mẹ để nuôi em. Mẹ nói chỉ có chuẩn thôi. Mẹ, thằng Luân nó lớn như này rồi, không lẽ con phải lo cho cả đời à? Với cả ấy, sau khi con đi học xong rồi, con sẽ có một công việc tốt hơn, lúc đấy con sẽ lo được cho mẹ. Chứ cứ đi bán rau bao giờ mới không khá được ạ? Thôi mẹ thôi đi, tao đã bảo rồi không có học hành gì cả. Thằng Luân ấy, nó là con trai, nó mới phải học để sau này nó còn lo cho gia đình. Chứ mày là con gái ấy, làm lợi lộc gì được cho cái nhà này, rồi ấy cũng đi lấy chồng, rồi ấy cũng chả làm được cái chữ gì đâu. Mẹ, tại sao mẹ cứ thiên vị trọng nam khinh nữ thế ạ? Chị bảo không phải là trọng nam khinh nữ chị nhá. Sau này chị đi lấy chồng, chị lo cho nhà chồng, chị còn thời gian đâu mà lo cho cái nhà này nữa, đúng không? Hả? Chỉ có con trai của mẹ mới hiểu mẹ thôi. Còn cái này, tao nói rồi nhá, 1+1 hai là hai, không có học hành gì cả. Còn cái này, bây giờ bỏ đi. Mà em thấy chỉ có vài trăm bạc như thế này mà cứ đổ tiết kiệm đi học á. Để mày đi hộ. Chuyện gì thế My? Thế không ra đám cưới à? Tí cho đi. Mà cái lệ nhà bác đâu rồi? Sao chẳng thấy ra chợ gì thế? Dạo này ấy, bác cấm nó bắt phải ở nhà không cho ra chợ nữa. Ô, sao thế? Mà này, cháu không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà hôm trước cháu thấy có ông nào trên thành phố giàu lắm, đi cả ô tô xuống đòi mua rau với lệ, mà nó chả chịu bán gì cả. Thế á? Có cái chuyện đấy á? Sao chả thấy nó nói gì với bác nhỉ? Bác về mà hỏi nó ấy, nhưng mà cháu nhìn ông đấy là có vẻ nhiều tiền đấy. Cháu mà gặp được ông nào mà giàu như thế, cháu cưới làm chồng luôn. Này, My, mày đang nói thật hay là nói đùa bác đấy? Ôi, nhỏ nhìn cháu mà phải nói đùa bác làm gì? Không tin bác đi mà về hỏi lại. Bác đi về đấy nhá. Chả thấy cảm ơn. Con, dạ. Đưa rau đây mẹ nhặt cho. Thôi, mẹ để con làm cho, mẹ nghỉ đi. Lệ này. Dạ. Mẹ nghe ở ngoài chợ nó đồn ý, là con không chịu bán rau mà suốt ngày cứ đi nói chuyện với cái thằng nào trên thành phố đúng không? À, không. Tại người ta cứ đòi mua hết rau của nhà mình, xong rồi nói chuyện tán tỉnh, con sợ quá thế là chuyển chỗ ấy ạ. Ôi giời ơi, cái con này, sao mày lại ngu thế hả con? Thì cứ bán rau cho người ta rồi lấy tiền. Ui con ơi là con, mẹ nuôi mày mất bao nhiêu là tiền của. Kìa mẹ. Thế thằng kia nó là người thành phố phải không? Hình như thế mẹ, con thấy ông ấy đi ô tô.
Nhưng mà nói chuyện cứ sao sao ấy. Sao sao á? Em vừa nghe thấy cái gì mà Eto với người thành phố nhỉ? Thì đấy, chị mày đấy, có một thằng ấy người thành phố đi ô tô giàu có tán tỉnh mà chị mày ấy không đồng ý. Đúng là số sướng mà không biết được hưởng. Úi dồi, trông chị gái em trông như thế này mà cũng có người giàu có theo đuổi á? Này, chị phải đồng ý luôn đi. Còn lâu tao mới đồng ý ấy. Bây giờ nhá, em nói chị nghe thế này. Chị lấy chồng giàu, xong rồi anh rể sẽ lo cho nhà mình. Chị lên thành phố dành dụm tiết kiệm tiền gửi về cho hai mẹ con em. Thế phải cả nhà cùng vui không? Đúng đấy, thằng Luân nói đúng đấy. Thì con có biết người ta là ai đâu, cũng có biết là người ta có tốt với mình hay không. Mà mẹ không sợ là người ta không tốt với con gái mình đấy à? Ôi dồi ôi, sợ cái gì khổ. Lấy cái đứa nghèo với khổ, chứ còn lấy cái đứa giàu ấy mà, kể cả nó đi ngoại tình, nó đi cặp bồ, mà mình ý ngồi trên đống tiền vẫn cứ sướng hơn chứ. Không, con vẫn muốn đi học kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Ôi dồi ôi, mày ấy hết nói nổi luôn rồi đấy. Chị ấy gà lắm. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đun cho con một bát thuốc bổ đây này, con uống đi. Con uống được ạ? Ừ. Thôi mẹ để con uống đi, con uống rồi. Vân nó uống nhiều rồi, hôm nay là mẹ đặc biệt làm cho con. Này uống đi con. À, thôi mẹ để đấy, hôm tí con uống sau. Thôi uống đi cho nó nóng thì nó hơi vô hiệu nghiệm. Con cảm ơn mẹ ạ. Sao tình yêu vẫn đẹp sao? Ôi khiếp khiếp khiếp. Từ lúc mà bác gả được con gái cho cái ông nhà giàu kia, cháu thấy bác yêu đời hơn hẳn đấy. Đúng là nhẹ hẳn người đi cháu ạ. Cảm ơn cháu nhá. May ý, mà mày giới thiệu cho cái thằng giàu có đấy để cho cái Lệ lấy làm chồng. Nó ấy cũng được sướng thân mà bác ấy thì cũng đỡ. Mà này, thằng Luân nhà bác đang đi lấy nốt tiền sính lễ đấy à? Thế không biết là cháu đã giúp bác như thế rồi thì không biết là có phần yên đúng không? Cháu sẽ có phần. Mẹ ơi. Luân, con làm sao thế? Mẹ... ai đánh con à? Mẹ ơi, mẹ con mình bị lừa rồi. Bọn nó hẹn con ra đưa tiền cho con. Con đang trên đường cầm tiền về thì là bọn nó đánh con, đấm con xong rồi cướp hết số tiền đấy rồi mẹ ạ. Mẹ ơi, tất cả bọn nó là về đấy à? Ôi trời ơi, thế là mất hết tiền rồi à? Con có đau không con? Trước cha đã bảo là cứ từ từ rồi cái gả cái Lệ đi. Thế bác cứ muốn gả nhanh. Gả thế nào là đúng hả thằng? Thế bây giờ bác không lo cho cái Lệ thì thôi, bác lại còn lo cái vấn đề tiền nữa. À, cháu ơi, cháu vẫn còn cái số của thằng đấy chứ. Cháu gọi cho nó xem sao nào, để cho thằng Luân nó còn đi báo công an chứ. Nó không nghe bác ạ. Ôi trời ơi, thế rồi, thế này thì tôi mất con thật rồi. Cái Lệ cái bác. Lệ, con có sao không con? Mẹ, con không muốn lấy chồng đâu, mẹ đừng bắt con lấy chồng nhá. Con xin mẹ đây. Mẹ xin lỗi con, tất cả là lỗi tại mẹ. Mẹ xin lỗi con nhá.